Chào mừng các bạn đến với vlog đầu tiên của mình về đồ handmade. Mình mới tập đan móc thôi và chủ yếu là tự học, tự làm ra những cái thành phẩm như thế này. Và mình muốn chia sẻ một số cái loại sợi và len mà mình đã mua dùng thử trong thời gian qua. Đa phần là sợi cô tông, hàng của Việt Nam và cũng có một số hàng xuất xứ các nước khác nữa. Ở đây mình đã làm được một số mẫu túi này, móc túi, rồi mũ, nón, đồ lót ly, thú bông và một số vật trang trí nhỏ nhỏ cho ngôi nhà của mình. Mình sẽ giới thiệu về kích thước, giá cả, tính chất của một số loại sợi mà mình hay dùng, và mình sẽ so sánh cho các bạn xem giữa sợi này với sợi kia nó khác nhau như thế nào ha. Ở phần sau mình sẽ đi vào chi tiết hơn. Ta-da, đây là các loại sợi mình sẽ giới thiệu trong vlog đầu tiên này. Ví dụ như len milk cotton, len sữa này, rồi len baby cotton của Jan Art này. Mình chọn một cái màu trắng ở đây để cho các bạn dễ hình dung ha. Mình dễ thấy sự khác biệt của các loại sợi khi so sánh nhìn tổng quan cùng màu trắng với nhau. Đây, sợi fingering, sợi cô tông Việt Nam, sợi cô tông ngọc trai của Trung Quốc này. Sợi này thì nó xoắn hai chiều, nó giống như sợi lace cô tông của Crab Yarn á. Đây, cái này cũng Crab Yarn Việt Nam, sợi Simply cô tông tái chế, người ta ghi là recycle cô tông này. Sợi Amigo cô tông. Sợi này thì mình rất thích sợi này, nhưng mà mình chưa có nhiều sản phẩm với nó. Sợi này mà lên làm đồ cho trẻ em cũng được nè. Rồi đây là sợi dệt nè. Sợi này vô cùng phổ biến luôn, của các chị em hay làm mũ rộng vành này, rồi túi xách. Sợi dệt nhé, đây là sợi dệt. Kết cấu nó sẽ khác. Kết cấu nó khác với sợi cô tông. Nó sẽ không bị tưa sợi, còn sợi cô tông thì thường họ chỉ chập hoặc là xoắn hai chiều, xoắn một chiều thôi. Đây, mình để sợi dệt trên xếp cạnh với sợi len milk cotton. Sợi dệt trên ha, sợi dệt là 2mm. Sợi Amigo cotton là 1,5mm. Đây, bạn có thấy, các bạn có thấy sự khác nhau của nó không? Mình để cạnh nhau để cho các bạn dễ hình dung đó. Cái cách họ quấn sợi nó khác nhau ha. Kết cấu sợi khác nhau. Còn đây là cái sợi cô tông Việt Nam này. Sợi này rất là kinh tế mà lại chắc bền nữa, nhiều màu nữa. Bản màu chắc cả 90 màu khác nhau á. Tập đan móc thì rất là ok, nhưng mà nó hơi tươi, hơi bị sót sợi chút. Đây là thành phẩm với sợi cô tông Việt Nam này. Đấy, cái này mình chập đôi sợi rồi, hai chập hai sợi lại móc. Ở đây các bạn có thể thấy có một cái sợi rất lớn là sợi 4mm, sợi cô tông xoắn hai chiều. Sợi này thì phổ biến cho trong dân làm macrame, đan macrame ấy. Họ hay dùng cái sợi lớn này để đan thảm, đan rèm này. Đó, như vậy là đan macrame này chứ không phải là đan móc bằng kim nữa nhé. Tiếp theo là phần mình sẽ thực hành với các loại sợi vừa rồi cho các bạn xem với kim móc nhé. Đầu tiên là sợi baby cotton của Jan Art. Sợi này sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ này. Cỡ sợi là 1.5mm. Một cuộn người ta sản xuất là 50g. Chiều dài 165m. Giá mình mua là trung bình là khoảng 36.000 một cuộn. Tức là nó có shop bán rẻ hơn, có shop bán mắc hơn nha. Mình chỉ nói giá trung bình thôi. Thành phần 50% cô tông và 50% acrylic. Mình có thể dùng kim đan 3mm, kim móc 2.5, 3 ly. Đặc điểm là mình thấy sợi này nó hơi bóng, nó mượt, nó êm và mát. Màu trắng
trắng tinh nhé. So với Amigo Cotton và Cotton Việt Nam thì bạn có thể thấy là nó trắng hơn, trắng rất nhiều luôn. Sợi Amigo Cotton thì cụ này 100g này, và nó lại trắng ngà, trắng giống như trắng sữa, trắng gạo vậy. Hai màu trắng khác nhau. Hai loại sợi này mình thấy đều dùng được cho trẻ em này. Đây các bạn có thể thấy hai sợi này đều là sợi 1.5mm. Kích thước như nhau. Bây giờ mình sẽ móc thử sợi baby cotton của Danh Ạc với kim móc cỡ 2mm. Mình thấy là sợi này trơn mượt nhé, chất lượng tốt. Nhưng mà nó là xoắn một chiều cho nên vẫn có thể bị sót sợi nhé. Vẫn có thể bị tưa sợi ra cho nên mình móc, mình để ý một chút. Lát nữa mình sẽ để một tấm hình chụp so sánh sợi này và sợi Amigo Cotton móc với hai cái cỡ kim khác nhau để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Cùng một loại sợi nhưng mà móc kim khác nhau thì nó cũng sẽ ra cái độ thưa của cái tấm nó khác nhau. Và đây là mình sử dụng kim móc 2.5 cho cùng loại sợi này. Kim lớn hơn một chút. Sợi 1.5 cho nên mình có thể dùng kim 2 ly hoặc kim 2.5 đều được. Tiếp theo đây là sợi Amigo Cotton này, màu trắng nó mộc mạc hơn này. Mình sẽ móc thử trước với kim 2mm. Amigo Cotton của Craft Yarn Việt Nam, thành phần là 100% cotton. Sợi xe một chiều. Một cuộn này là 100g. Dài 260m, giá nó vào khoảng 28.000 một cuộn nhé. Mình sẽ móc thử với kim 2 ly và kim 2.5. Sợi này thuần cotton luôn, cảm giác nó rất là mộc mạc nè, màu trắng cũng dễ chịu nữa. Nhưng mà móc thì có thể sẽ hơi dễ sót sợi một chút. Các bạn quen móc sợi thì ok, không sao đâu. Mà mới tập móc thì mình nên chú ý coi nó có bị rơi sợi hay không thì mình điều chỉnh lại ngay để cho thành phẩm được đều đẹp ha. Đây mình cũng là sợi 1.5, mình móc kim 2 này, còn cái này mình móc qua kim 2.5. Các bạn xem hình để thấy cái bốn mảnh hai loại sợi với hai loại kim khác nhau nhé. Đây, còn đây là bông hoa mình móc bằng sợi Amigo Cotton với kim 2.5 này. Mình sẽ được một bông hoa to như thế này. Bông hoa 6 cánh. Mình ứng dụng nó vào cái túi này. Còn tiếp theo là sợi fingering của công ty Craft Yarn Việt Nam luôn. Đây là sợi bóng chập 4. Sợi này nó bóng như là sợi chỉ thêu vậy. Cảm giác giống như sợi chỉ thêu chập lại với nhau á. Chập 4 khá là rời nha, móc dễ xót sợi lắm. Đường kính của sợi này là 0.8, khoảng 0.8mm. Mình dùng kim 1.5 hoặc kim 1.75mm. Các bạn có thể thấy nó trắng, cũng trắng tinh á. Độ bóng thì cảm giác bóng hơn cả baby cotton một chút. Màu trắng cũng rất là đẹp. Sợi một cuộn 100g. Rất là nhiều. Các bạn móc mũ áo hè này, bikini này, móc 4 sợi không cũng được. Sẽ hơi lâu một chút nhưng mà thành phẩm nó sẽ nhẹ. Còn nếu muốn móc nhanh thì mình chập đôi lại thành 8 sợi để móc. Ở đây mình móc thử với kim 1.5mm nhé.
Loại này thì một cuộn 100 g giá vào khoảng 17.000, giá trung bình thôi. Móc quen thì cũng sẽ rất là mượt nè, để móc móc đều tay thì rất là đẹp. Đây là cái thành phẩm mình móc với sợi fingering màu hồng này. Sợi này mà màu hồng, đây bông hoa. Bông hoa làm giống như công thức kia nhưng mà với kim 1.5 thì mình sẽ ra một cái bông hoa nhỏ như vậy. Các bạn có thể thấy này mình móc 4 sợi đó, không có chập nha. Móc nguyên 4 sợi ra chiếc túi và bông hoa như thế này. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là sợi cô tông Việt Nam. Một loại sợi cũng khá phổ biến và giá rẻ. Chỉ khoảng 14.000 cho cuộn 100 g. Đường kính sợi là 1 mm. Mình có thể dùng kim móc 1.75. Đây mình dùng kim móc 1.75 mm này, hoặc là dùng kim 2 mm. Công ty Craftian Việt Nam thì cũng có cái loại sản xuất cái loại sợi hình như tên là cô tông lace. Nó cũng chất chất liệu cô tông là giống vậy này, nhưng mà mình thấy hình chụp có vẻ như là xe hai chiều. Nhìn nó giống cái sợi cô tông ngọc trai màu vàng mà lúc đầu mình có giới thiệu. Nhìn nhìn nó giống vậy nhưng mà chất thì giống này. Đây là thành phẩm của mình này, cô tông Việt Nam kim 1.75. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là sợi gì nhỉ? Baby cotton rồi nè. Đây, tiếp theo là sợi milk cotton sản xuất của Trung Quốc. Đây là sợi len này. Mình dùng mã màu trắng mã số 3. Màu trắng này. Cái sợi nó nhỏ hơn len miêu bò và cái chất sợi thì mình thấy nó xốp, nó chắc hơn sợi sợi len miêu bò. Nó mình xoắn ra thì mình thấy nó sợi nó rời hơn, còn cái sợi miêu cô tông 125 thì sợi nó rất là chắc chắn. Cái màu trắng bông như là bông gòn cũng rất là xinh. Ở đây thì mình mua cái sợi này về để tập đan kim đan 4 mm. Mình chưa có thành phẩm móc với cái loại sợi này. Cuộn 125 g thì rơi vào khoảng 44.000 một cuộn. Giá nó sẽ cao hơn len miêu bò. Sợi này mấy bạn hay mua về để móc hoa, hoa len ấy. Hoặc là thú bông, mình nghĩ sẽ rất là đẹp. Đẹp hơn len miêu bò và đấy, các bạn có thể tham khảo thử. Mình đan lên nhìn cái thành phẩm nó rất là êm nhé. Sợi này các bạn có thể dùng kim móc 2 mm hoặc 2.5 mm đều được để móc hoa và thú bông. Giá nó mắc hơn miêu bò một xíu thôi nhưng mà chất lượng ok hơn rất nhiều. Đây, mình xếp mấy cái cuộn này lại với nhau để các bạn có thể thấy cái màu trắng nó khác nhau này. Sợi miêu len miêu cô tông nó sợi nó to hơn, nó xốp hơn. Màu trắng cũng đẹp nữa. Còn tiếp theo, mình sẽ so sánh sợi Simply Recycle Cotton của Craftian Việt Nam với lại sợi dệt 2 mm cũng cùng công ty đó luôn. Sợi Simply là sợi thuần 100% cotton và nó khá là thô nhé. Nếu móc không quen sẽ rất là đau tay luôn. Mình thấy mấy bạn khác đều nói như vậy. Nhưng thành phẩm lên túi hoặc là giỏ xách thì sẽ rất là đẹp. Lên form, cứng cáp. Đây mình cái này mình móc thử bằng một một chiếc túi đựng điện thoại hơi bé thì thấy nó khá là dày và cứng, nó dày lắm. Mình móc giỏ xách to thì sẽ phù hợp hơn. Bây giờ mình sẽ móc thử sợi dệt 2 mm cùng màu trắng. Mình móc một cái miếng vuông như vậy giống kia để các bạn để so sánh cho các bạn xem nhé. Đây sợi dệt trơn. Các bạn lên Shopee search thì sẽ có hai loại sợi dệt trơn và sợi dệt thô. Thì đây là sợi dệt trơn, nó sẽ đỡ bóng hơn sợi dệt trơn và nó mềm hơn.
Một cuộn là khoảng 125g không tính lõi, dài 180m, giá vào khoảng 25.000. Đường kính sợi 2mm, mình có thể dùng kim móc 2.5 hoặc là 3mm. Mũ người lớn sẽ mất khoảng 2 cuộn hoặc hơn 2 cuộn một xíu nếu vành làm rộng vành. Đây mình móc 2 miếng vuông. Các bạn nhìn nhé. Màu trắng của sợi Simply thì nó nhìn nó vintage hơn. Nhìn nó trầm hơn một chút. Hai loại sợi đường kính như nhau. Sợi Simply thì giá là khoảng 28.000 một cuộn, 150g, dài khoảng 160m. Cũng dùng kim móc 2.5 hoặc 3 hoặc 3.5. Sợi này khô. Và mình nghĩ là chỉ nên dùng để móc túi thôi. Còn sợi dệt này thì đa năng hơn, có thể dùng móc túi hoặc móc nón, tại nó mềm và lên móc túi nó vẫn lên form nhé. Móc không đỡ đau tay hơn sợi Simply. Sợi dệt trơn nó dẹp thì mình có thể móc kim 2.5mm, còn sợi Simply tròn dày hơn cùng 2mm, mình móc kim 3mm cho hai hình vuông như thế này. Tất nhiên là còn rất nhiều loại sợi cotton để móc túi trên thị trường và cũng đẹp hơn hai loại này, nhưng mình chưa có mua thử, chưa có dùng thử. Nếu có update thêm loại nào mình sẽ làm thêm review sau. Hy vọng là bài review này của mình nó cũng hơi dài rồi và có thể giúp cho các bạn có một cái góc nhìn tương đối về các loại sợi để các bạn lựa chọn khi mới tập học móc len. Like, subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt.